Chủ vườn hoa lan bị tố ôm 200 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Trên các diễn đàn mạng xã hội đang gây xôn xao về việc chủ một vườn hoa lan ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội ôm 200 tỷ đồng của khách mua lan rồi bỏ trốn. Ngày 12 tháng 4, thông tin trên các diễn đàn hoa lan đột biến đang xôn xao về việc chủ một vườn lan ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội ôm 200 tỷ đồng của khách đặt mua lan rồi bỏ trốn. Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Nam xác nhận trên địa bàn xã có một vườn lan có tên giống như phản ánh. Để xác minh thông tin trên, phóng viên đã liên hệ tới hai số điện thoại của chủ vườn lan bị phản ánh ôm 200 tỷ đồng tiền của khách rồi bỏ trốn nhưng đều không thể liên lạc được. Để làm rõ vụ việc trên, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Như Tuyển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Nam. Ông Tuyển xác nhận trên địa bàn xã có một vườn lan có tên, địa chỉ và số điện thoại giống vườn lan bị tố ôm 200 tỷ đồng bỏ trốn như trên các diễn đàn lan đột biến phản ánh. Ông Tuyến cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh trên các diễn đàn xã hội về chủ một vườn lan trên địa bàn xã ôm 200 tỷ của khách hàng bỏ trốn, ngay sau đó, công an xã đã kiểm tra nhưng chưa nhận được đơn thư tố cáo hay là phản ánh của người dân về vụ việc này. Hôm nay, vườn lan này vẫn hoạt động bình thường, không có tình trạng tụ tập đông người hay việc tố cáo vườn lan này ôm tiền bỏ trốn. Ông Tuyển nói, ông Tuyển cũng cho hay, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục theo dõi sát thông tin phản ánh trên. Nếu có bất kỳ sự việc nào xảy ra thì công an xã sẽ vào cuộc. Cũng liên quan đến vụ việc nêu trên, chủ một vườn lan ở xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc có tên trùng với vườn lan bị tố ôm 200 tỷ của khách, bỏ trốn và đăng tải thông tin khẳng định không phải là vườn lan của mình, là lừa đảo ôm tiền rồi bỏ trốn. Qua trao đổi với phóng viên, chủ vườn lan này cho biết, sau khi biết được thông tin về một vườn lan ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội bị tố lừa đảo ôm 200 tỷ của khách bỏ trốn, lại có tên giống với vườn lan của mình, nên đã đăng tải thông tin khẳng định là không có bất kỳ liên quan gì đến vườn lan bị tố lừa đảo như trên một số diễn đàn phản ánh. Thời gian gần đây, rộ lên các vụ chuyển nhượng mua bán hoa lan đột biến lên đến hàng tỷ đồng, lan đột biến giá hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó cũng xảy ra các vụ bán hoa lan đột biến giả hoặc các vụ trộm cắp hoa lan đột biến tiền tỷ. Thưa quý vị, quảng cáo làm căn cước công dân có số cuối tứ quý, mới đây một nam thanh niên vừa bị cơ quan chức năng xử phạt lên đến số tiền 7 triệu 500 ngàn đồng. Công an tỉnh Bắc Giang mới đây đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với Trần Văn Sang, 29 tuổi, vì quảng cáo có thể làm căn cước công dân gắn chip với dãy số đẹp, giá từ 40 đến 50 triệu đồng. Quyết định xử phạt với Sang về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Trước đó hôm 22 tháng 3, thông qua Facebook cá nhân, Sang đăng tải bài viết có nội dung nhận làm thẻ căn cước công dân gắn chip có số đẹp với giá 40 đến 50 triệu đồng. Sang quảng cáo làm căn cước 4 số cuối cùng giống nhau, tứ quý với giá 50 triệu đồng, 3 số cuối giống nhau, tam hoa và số tiến với giá 40 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Sang cho biết đã sao chép nội dung này để đăng lên Facebook cá nhân nhằm câu like, câu view, tăng tương tác phục vụ bán hàng online. Sang thừa nhận không có khả năng làm được căn cước có dãy số đẹp. Mới đây trên mạng xã hội cũng đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng một ngôi nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập giữa đêm trước sự chứng kiến của nhiều người. Được biết sự việc này xảy ra vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 tại số 117 đường Quy Như Quá, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, khi mà căn nhà bất ngờ đổ sập hoàn toàn. Đức Mai không xảy ra thương vong. Căn nhà bị đổ sập hoàn toàn là của ông Giàng Xeo Pháo, ước tính thiệt hại lên đến khoảng 700 triệu đồng. Nguyên nhân làm đổ căn nhà ban đầu được xác định là do chủ công trình ở nhà số 119, ông Nguyễn Văn Phúc, đang thi công tầng hầm gây sụp lún móng của căn nhà số 117 và làm đổ hoàn toàn ngôi nhà này. Ngay trong sáng 12 tháng 4, chính quyền địa phương đã rà soát các thủ tục sổ đỏ, giấy phép xây dựng, phương án thi công và tiến hành làm việc với chủ số nhà 119 và số nhà 117, thống nhất phương án giải quyết khắc phục hậu quả, đảm bảo theo quy định hiện hành. Hai phương án được đưa ra, một là ông Phúc sẽ cho xây dựng cho ông Pháo một căn nhà mới trong tương lai tương đương, hai là ông Phúc sẽ mua lại đất của ông Pháo. Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đã có kiến nghị gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine đối với khách nhập cảnh quốc tế. Cụ thể, Cục Hàng không có kiến nghị khách có hộ chiếu vaccine, tức là đã được tiêm vaccine và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19, sẽ được nhập cảnh vào Việt Nam và giảm tối thiểu thời gian cách ly tập trung. Tuy nhiên, hiện Việt Nam chưa có các quy định pháp lý liên quan đến việc này, nên sẽ cần có những thỏa thuận ở cấp chính phủ, liên bộ giữa Việt Nam và các nước. Theo kế hoạch được xây dựng trước đó, khi cơ chế hộ chiếu vaccine được áp dụng, thị trường triển khai sẽ là các quốc gia vùng lãnh thổ công bố chấp nhận hiệu quả phòng dịch COVID-19 của cùng loại vaccine mà Việt Nam công bố. Tần suất ban đầu dự kiến là 7 chuyến mỗi tuần, một chiều cho các hãng hàng không của mỗi bên.
Tại cuộc họp diễn ra vào ngày 9 tháng 4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 cũng đã đưa ra ý kiến cần dùng giải pháp vừa tiêm vaccine trong nước vừa phối hợp với các nước để phân nhóm người nhập cảnh vào Việt Nam, từ đó có phương án cách ly, xét nghiệm, giám sát cho phù hợp. Trong đó, nhóm thứ nhất dự kiến được áp dụng hộ chiếu vaccine là người Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài đã tiêm vaccine COVID-19. Nhóm thứ hai là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để đầu tư kinh doanh. Bộ Y tế căn cứ vào nhóm người theo từng nước đã tiêm loại vaccine nào để quy định cụ thể về thời gian xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế. Nhóm thứ ba là khách du lịch quốc tế. Dự kiến Việt Nam sẽ đón du khách từ các nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh để triển khai tiêm vaccine đạt miễn dịch cộng đồng. Nơi đến là những khu du lịch nghỉ dưỡng có thể kiểm soát được người vào an toàn, có quy trình kiểm soát đi lại tiếp xúc trong nước. Đáng chú ý, ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Y tế Dự phòng đã đưa ra đề xuất công dân của quốc gia có thỏa thuận song phương, đa phương với Việt Nam về hộ chiếu vaccine để được cơ quan có thẩm quyền nước đó xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19. Những người này phải được tiêm đủ mũi, đúng lịch, đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, tiêm vaccine trong khoảng thời gian ít nhất 2 tuần và không quá 12 tháng kể từ ngày tiêm mũi vaccine cuối. Những trường hợp xuất nhập cảnh sử dụng hộ chiếu vaccine phải có mã QR xác nhận hoặc xuất trình được giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, vào giữa tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine và giao thương có sự kiểm soát. Các cơ quan chức năng cần xem xét các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp khi Việt Nam áp dụng hộ chiếu vaccine, đồng thời cũng xem xét nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế. Tuy nhiên, vẫn có nhiều băn khoăn xoay quanh việc áp dụng hộ chiếu vaccine trong bối cảnh tỷ lệ hiệu quả của các loại vaccine hiện nay vẫn còn là dấu hỏi trước sự biến đổi nhanh chóng phức tạp của virus. Sau đây sẽ là một số phản hồi nổi bật từ cư dân mạng mà chúng tôi đã tổng hợp được. Một quốc gia chỉ khi nào đạt được miễn dịch cộng đồng thì hộ chiếu vaccine mới có tác dụng. Vì rõ ràng là người được tiêm chủng rồi vẫn có thể là nguồn lây nhiễm bệnh. Bản thân họ có thể không nhiễm bệnh nhưng cơ thể, đồ dùng vẫn có virus. Được tiêm vaccine chỉ đơn giản là họ ít nguy cơ nhiễm bệnh, không trở thành gánh nặng cho nước chủ nhà. Tóm lại, khi chưa đạt được mức độ miễn dịch cộng đồng thì người được tiêm vaccine vẫn cần bị cách ly khi nhập cảnh. Giấy tờ gì cũng có tỷ lệ làm giả, vì vậy hãy đặt trường hợp một người nhập cảnh với hộ chiếu vaccine giả mà nhiễm COVID-19 đi khắp đất nước du lịch thì hậu quả khó nói lắm.